tạo được hiệu ứng như một cái đoạn phim mà các bạn xem vừa rồi thì chúng ta sẽ cần có các cái video gốc. Video này các bạn có thể quay bằng điện thoại hoặc là bằng máy quay của mình. Ở đây mình có 3 video rồi. Mình sẽ lần lượt lấy 3 video này vào. Đây là video đầu tiên này. Video thứ hai này và video thứ ba. Đó. Thì sau đây mình sẽ chỉnh từng bước một để các bạn có cái hiệu ứng như cái video các bạn xem ví dụ ban đầu. Đầu tiên là chúng ta sẽ thêm vào một cái đoạn video màu đen để sau đó sẽ tiếp theo vào cái video gốc này. Ở đây các bạn sẽ vào media, các bạn vào library bên dưới thì nó có một phần video màu đen, các bạn kéo vào và chỉnh cho nó ngắn lại một chút. Mình ở đây mình chỉnh một khoảng ngắn như này. Đó, sau khi video màu đen vào thì chúng ta sẽ bắt đầu vào video gốc của chúng ta. Và tương tự mình cũng cho một phần video màu đen ở cuối này. Ta kéo xuống, cho nhỏ lại. Tiếp theo phần rất quan trọng để tạo ra một cái hiệu ứng như vậy là chúng ta phải cần có âm nhạc. Phần âm thanh này tạo cho chúng ta một cái hiệu ứng cảm giác nó bình yên với cái nội dung của video này. Ở đây thì chúng ta sẽ vào phần audio và trong này các bạn có thể search cái tên phù hợp với cái chủ đề mà các bạn muốn làm. Ví dụ như trong trường hợp này mình làm một cái cảnh bình minh thì mình sẽ lấy một cái âm thanh là yên bình. Thì mình sẽ đánh vào đây là chữ peaceful, có nghĩa là yên bình. Đó, mình nghe thử xem âm thanh nào hợp. Mình sẽ lấy âm thanh đầu tiên. Thì mình sẽ kích vào âm thanh đó, các bạn kéo xuống được, ấn vào dấu cộng. Đó, thì kéo này về đầu. Xóa các cái phần mà mình không cần đi. Đó, thì bắt đầu vào âm thanh nó sẽ như này. Phần tiếp theo là chúng ta sẽ dựa trên âm thanh này, chúng ta sẽ lấy từng đoạn video hợp với cái âm thanh. Ví dụ các bạn nghe thử đoạn âm thanh này. Các bạn nghe thấy ở đây là âm thanh bắt đầu lặp lại và đồng thời nó cũng gần hết cái nội dung của video trước. Nên là mình sẽ dừng ở đây và mình sẽ kéo cái video trước vào để khớp với phần âm thanh này. Đó, tức là ở đây sẽ diễn ra chuyển cảnh sang video thứ hai. Đây thì lại có một phần lặp lại âm thanh nữa. Chúng ta sẽ dừng ở đây và chúng ta sẽ kéo phần âm thanh của video thứ hai đến đây thôi. Đấy, chúng ta sẽ sang đoạn video cuối cùng. Mình sẽ nghe đến cuối luôn. Rồi, mình sẽ ngừng ở đây. Đó. Và kéo cái phần này về cuối. Vậy là chúng ta sẽ được một phần video nó khớp với âm thanh chuyển đổi. Ví dụ mình nghe thử ở đây nhé. Đó. Tiếp theo là mình sẽ thêm hiệu ứng vào một số cái phần có âm thanh. Ví dụ như ở đây thì trên biển này các bạn có thể thêm tiếng cái con chim biển. Hoặc là phần này chúng ta có thể thêm sóng. Ở đây mình có sẵn âm thanh của phần sóng rồi, mình sẽ cho phần âm thanh của phần sóng vào thôi. Còn các bạn có thể thấy thêm âm thanh cho cái video của mình nó hay hơn. Mình up cái phần âm thanh lên đây. Đây là âm thanh phần sóng. Đó. Cái phần này mình chỉ muốn âm thanh nó bé, nó làm nền cho âm thanh cũ thôi. Thế là mình sẽ cắt các phần âm thanh thừa đi. Bỏ phần âm thanh đi. Sau đó mình sẽ cho nhỏ cái này. Các bạn kích vào âm thanh vào phần audio, các bạn sẽ cho nhỏ nó xuống. Sao cho vừa các bạn mức các bạn nghe là được. Đây mình sẽ cái phần đầu nó nhỏ quá nên mình sẽ cho gọn vào. Để nó bắt đầu là nó có tiếng sóng luôn. Mình nghe thử này.
Đó, mình kéo nốt ra phần này. Rồi, vậy là xong phần âm thanh. Phần thứ ba là chúng ta sẽ chỉnh sửa cái phần màu của cái hình ảnh sao cho nó đẹp hơn. Thì ở chỉnh sửa này các bạn sẽ có hai cách chỉnh sửa. Thứ nhất là các bạn chỉnh sửa tự động dựa trên các bộ màu có sẵn của CapCut và cái bộ màu của nó khá là đẹp. Thì các bạn có thể vào phần filter và trong này có khá nhiều bộ màu. Các bạn có thể xem là bộ màu nào nó đẹp, bạn kích vào đó để chọn cái bộ màu nó hợp với video của mình. Vâng, tất nhiên là màu ở đây nó hơi quá, thế nên mình sẽ thêm một cái bước chỉnh sau. Và các bạn ấn dấu cộng vào đây để cho thêm cái phần màu này. Đó. Mình hiện tạm thời cái hết video đầu tiên này đã. Video đầu tiên chúng ta thấy là cái phần màu này nó hơi đậm quá. Các bạn có thể chỉnh độ đậm nhạt bằng cách chỉnh cái phần strength này ở phần màu sắc của nó. Chỉnh nó nhạt xuống. Rồi đến khi các bạn nhìn thấy nó vừa thôi. Nên chúng ta có thể xem cái phần trước khi có màu không, các bạn tắt cái phần màu trên cái phần hiệu ứng này đi. Đây là màu gốc này, đây được thêm này. Đó. Ngoài ra cách này là nó chỉnh tự động và các bộ màu của các bạn không chỉnh được nhiều thứ. Ngoài ra các bạn có thể chỉnh thủ công, các bạn vào adjustment này. Các bạn kéo cái phần này vào và các bạn có thể chỉnh thủ công cái phần màu sắc của các bạn. Đây. Các bạn có thể chỉnh không có cái nền màu cũ cũng được, hoặc là có cũng được, không sao cả. Đây mình sẽ phải kéo cả hai cái về từ đầu đó. Mình sẽ chỉnh dựa trên cái màu cũ. Đó. Đây, cái bộ màu nó đã có màu sẵn này rồi. Các bạn vào kích vào adjustment. Ở đây nó sẽ có khá nhiều thông tin các bạn có thể chỉnh sửa. Đầu tiên là các bạn có thể chỉnh nhiệt độ màu sắc. Ở đây mình có thể cho thêm một chút màu vàng nên màu đỏ, các bạn có thể cho thêm, các bạn có thể kéo lên thấy nó đậm hơn rất nhiều này. Đó, để cho thêm một chút màu hồng. Ok, rồi chỉnh sáng tối tương phản. Mình thấy cái màu của nó khá là ổn rồi nên mình sẽ không chỉnh gì thêm. Có thể cho thêm sắc nét này tùy các bạn. Còn video này mình thấy ổn rồi. Các bạn có thể cho thêm một chút vòng viền xung quanh. Đây, ví dụ các bạn cho tối xung quanh này. Đó, nhìn này. Xem này. Đó. Và như vậy khi chúng ta chỉnh xong cái này, các bạn có thể áp dụng tương tự cho các video khác. Hoặc là cách thứ hai, các bạn chỉ việc kéo cho hết các cái, kéo hết video của các bạn thì nó sẽ áp hiệu ứng cho toàn bộ phần video. Và cuối cùng thì chúng ta có thể chỉnh thêm một phần nữa. Là các bạn kích vào video và các bạn vào phần mask, các bạn chọn cái film strip này. Cái này nó tạo ra một cái phần phân ba phần video ra. Và các bạn sẽ kéo, các bạn nhìn các video thì để tạo ra nó giống một video phim thì nó hay có phần đen là bên trên và bên dưới. Như thế này chẳng hạn. Đó. Các bạn có thể để như thế này. Và sau đó các bạn áp dụng tương tự cho các video khác. Muốn áp dụng video khác thì các bạn cũng chọn hướng tương tự, ví dụ như này các bạn thấy độ giãn của nó là 9:10. Các bạn sang video thứ hai. Các bạn chọn film strip và các bạn cũng chỉnh cái này về 9:10. Đó. Này. Và cái thứ ba chúng ta cũng chọn phần 3 video ra và chúng ta chỉnh về 9:10. Và đây là kết quả của chúng ta. Thank you.